lần đầu tiên diễn xuất nên là cô giáo cũng bằng giống nhau hết. Và những gì mà các bạn gặp khó khăn thì mình gặp khó khăn, và thực sự là khi mà tham gia chung cái phim này làm việc chung với nhau thì mình thực sự là rất là quý. Đồng nghiệp ở đây cũng Mai, và Mai hy vọng là trong tương lai mình sẽ có nhiều cơ hội để mà làm việc chung với nhau. Chị Mai, chị Mai cho Bây giờ thì một cái trang nghe tín hiệu gọi vào trong lúc mọi người. Các bạn hãy mời tất cả các bạn cùng vào phía khu